Nga nã tên lửa OAT, hạ gục gần 280 binh sĩ và san phẳng căn cứ chiến lược của Ukraine. Thưa quý vị, trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS ngày 26 tháng 5, ông Vladimir Rogov, quan chức thân Nga tại miền nam Ukraine cho biết quân đội nước này đã tiến hành tập kích tên lửa, qua đó hạ gục gần 280 binh sĩ, san phẳng một căn cứ chiến lược của Ukraine tại tỉnh Raporizhia. Quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tập kích nhằm vào căn cứ của Ukraine ven sông Mokraja Marskola ở quận Stepchenskorsky ở Raporizhia. Đây là nơi mà các binh sĩ Ukraine đang tiến hành các bài huấn luyện tác chiến dưới sự giám sát của chuyên gia nước ngoài. Một tên lửa đã đánh trúng căn cứ khi một bài huấn luyện đang diễn ra và hạ gục gần 280 binh sĩ Ukraina, ông Rogov khẳng định. Trước đó, ông Rogov cho hay Ukraina đã đưa thêm 3 lữ đoàn chiến thuật tới Raporizhia để chuẩn bị cho kế hoạch phản công. Đối phương đã điều động nhiều binh sĩ đến các mặt trận chiến lược Orekhov và Gunjapole ở Raporizhia. Lữ đoàn đổ bộ đường không số 46 cùng các lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ số 116-118 là những đơn vị đã được huy động đến khu vực này. Đây là lực lượng sẽ hỗ trợ 12.000 binh sĩ Ukraine hiện đang có mặt tại Raporizhia. Mục tiêu của đối phương là hoàn tất việc chuyển quân trong tuần này. Ông Rogov nói với hãng thông tấn TASS. Theo một số nguồn tin, căn cứ bị tập kích trên là địa điểm huấn luyện vừa sông cho lực lượng tiếp viện Ukraine mới được điều động tới Raporizhia. Cũng trong ngày, quân đội Nga đã đăng tải đoạn video trong đó ghi lại cảnh phá phản lực phóng loạt của lực lượng này tập kích một căn cứ của quân đội Ukraine tại khu vực Pozhpanyansky-Vodokhanan gần Raporizhia. Theo AviaPro, sau khi phát hiện vị trí tập trung quân và vũ khí của Ukraine bên trong một nhà máy nước, lực lượng pháo binh thuộc Tập đoàn Quân số 2 đã khai hỏa, quả đó đánh sập căn cứ này. Những hình ảnh thu được cho thấy căn cứ của quân đội Ukraine đã phát nổ và bốc cháy dữ dội sau màn tập kích của quân đội Nga. Chuyển sang tin tiếp theo, từng Mỹ phá tan hy vọng của Ukraine về vũ khí thần kỳ. European Spratva đưa tin... Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ ngày 26 tháng 5 nói rằng, các máy bay chiến đấu F-16 hiện không đủ hiệu quả để cung cấp khả năng phòng không cho Ukraine, do Nga vẫn duy trì ưu thế đáng kể trên không. Theo tướng Mỹ, một trong những vấn đề then chốt khi cung cấp F-16 cho Ukraine là đảm bảo quyền kiểm soát không phận. Cách nhanh nhất và rẻ nhất để bảo vệ không phận là thực hiện nó từ mặt đất và cung cấp các hệ thống phòng không mặt đất hiệu quả. Đây là cách hiệu quả nhất để ngăn người Nga giành ưu thế trên không, và đó chính xác là những gì chúng tôi đã làm, ông nói. Đối với F-16, 10 chiếc máy bay tiêu tốn 1 tỷ đô và chi phí bảo dưỡng là 1 tỷ đô khác, tức là 10 chiếc máy bay chỉ giá 2 tỷ đô. Người Nga có hàng nghìn máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 và thứ 5. Do đó, để đối phó với các máy bay Nga trên không, cần có một số lượng đáng kể máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 và thứ 5, tương Mỹ bổ sung. Ngoài ra ông Milley cho rằng trong tương lai, những chiếc F-16 sẽ đóng vai trò trong lực lượng không quân Ukraine, nhưng sẽ mất một khoảng thời gian đáng kể để xây dựng lực lượng không quân có số lượng và hỏa lực cần thiết. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lawson tuyên bố rằng Đan Mạch và Hà Lan sẽ dẫn đầu một nhóm có nhiệm vụ huấn luyện phi công Ukraine điều khiển máy bay chế độ F-16. Mặt khác, Na Uy, Bỉ, Bồ Đào Nha và Ba Lan cũng đã đề nghị đóng góp cho chương trình đào tạo này. Trước đó, Washington bày tỏ hy vọng rằng việc đào tạo phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu F-16 sẽ bắt đầu trong vài tuần tới. Lầu Năm Góc tuyên bố rằng các phi công Ukraine sẽ huấn luyện tiêm kích F-16 tại các căn cứ quân sự ở châu Âu. Trong một diễn biến có liên quan tuần trước, hai quốc gia NATO, Anh và Hà Lan nhất trí thành lập liên minh quốc tế nhằm cấp tiêm kích F-16 cho Ukraine để đối phó Nga trong cuộc chiến kéo dài gần 15 tháng. Mặt khác, một chuyên gia quân sự nhận định với Newsweek rằng Ukraine sẽ có cần tới F-16 nhất khi Kiev bắt đầu phản công giành lại Crimea. Theo chuyên gia này, sự kết hợp giữa F-16 và tên lửa Jets có thể giúp Kiev tạo ra thế cô lập với vùng bán đảo mà Nga sắp nhập từ 2014. Chỉ bưng sát thủ F-16 có chiều dài 15m, dài cánh gần 10m, có thể tác chiến trong phạm vi 550km, tầm bay khoảng 4.200km khi mang bình nhiên liệu phụ Máy bay có thể đạt vận tốc trên Mach 2 và có khả năng đánh chặn tốt. Tình kích này có 11 gián treo vũ khí, có khả năng mang khí tài như tên lửa không đối không, không đối đất, bom dẫn đường thông minh cùng một khẩu pháo cỡ nòng 20 mm giúp tác chiến tầm gần. Theo Vukim Martin, một trong những điểm mạnh của F16 nằm ở radar quét mạng pha điện tử chủ động AESA AN/APG-83 cho phép phát hiện phân loại mục tiêu với độ chính xác cao cùng hệ thống điện tử hàng không tiên tiến. tiến. Tin tiếp theo, choáng với hệ thống phòng thủ khổng lồ của Nga để ngăn Ukraine phản công lật ngược thế cờ. Thưa quý vị, khu nghỉ mát bãi biển tua tủa các công sự, một con đường trang trịt hào chống tăng, thành phố trọng yếu được bảo vệ ba lớp chặt chẽ. Tất cả nằm trong hệ thống phòng thủ khổng lồ do Nga xây dựng để chặn đứng cuộc phản công lớn đã được báo trước của Ukraine. Theo BBC, cuộc phản công có thể sẽ là phép thử quan trọng đối với Ukraine khi nước này tìm cách chứng minh rằng họ có thể đạt được những thắng lợi đáng kể trên chiến trường với các loại vũ khí tối tân nhận được từ phương Tây. Bằng cách xem xét hàng trăm hình ảnh vệ tinh, BBC đã xác định được một số điểm chính trong hệ thống phòng thủ khổng lồ do Nga xây dựng kể từ tháng 10 năm ngoái để chặn đứng cuộc phản công lớn của Ukraine. Bốn khu vực này cung cấp một cái nhìn sâu sắc về những gì Nga chuẩn bị chống lại cuộc phản công của Ukraine và những gì lực lượng Ukraine có thể vấp phải khi họ quyết định tấn công. Bờ biển phía Tây Crimea Crimea nổi tiếng với các khu nghỉ mát bãi biển tuyệt đẹp, nhưng giờ đây thay vì ghế tắm nắng và dù che nắng, bờ biển dài 25 km giải rác công trình phòng thủ do quân đội Nga lắp đặt. Hình ảnh dưới đây cho thấy đầu tiên dọc bờ biển có hàng răng rồng, đó là những khối bê tông hình kim tự tháp được thiết kế để chặn xe tăng và các phương tiện quân sự khác. Phía sau là một dãy chiến hào cung cấp chỗ ẩn nấp cho binh lính nga khỏi các cuộc tấn công tiềm năng. Một số bong ke cũng được phát hiện dọc theo chiến hào. Những đống gỗ, máy đào và kho chứa răng rồng dọc theo bờ biển cho thấy công việc xây dựng tuyến phòng thủ ở đây vẫn đang được tiến hành ngày 23 tháng 5. Một số chuyên gia quân sự cho rằng hệ thống phòng thủ trên bờ biển Crimea của Nga có thể chỉ là một biện pháp phòng ngừa, chứ không phải là dấu hiệu cho thấy Nga dự đoán Ukraine sẽ mở cuộc tiến công trên biển vì Kiev có rất ít năng lực hải quân. Các công sự có khả năng ngăn chặn bất kỳ hoạt động tá bạo nào của Ukraine nhằm tấn công Crimea qua đường biển hơn là đường bộ, nhà phân tích tình báo Lea West nhấn mạnh. Thành phố Tokmak Thành phố nhỏ Tokmak thuộc tỉnh Raporizhia nằm trên một tuyến đường quan trọng ở phía đông nam Ukraine mà các lực lượng ép có thể muốn sử dụng để cắt đất bán đảo Crimea khỏi các lãnh thổ khác do Nga kiểm soát. Đã có báo cáo rằng dân thường được sơ tán để biến thành phố thành một pháo đài quân sự. Điều này cung cấp cho binh lính Nga khả năng tiếp cận nguồn cung cấp và một căn cứ để rút lui. Hình ảnh vệ tinh trên cho thấy một mạng lưới chiến hào chia làm hai tuyến đã được đào ở phía bắc Tukmak, hướng Ukraina, được cho là có thể tấn công từ đó. Đằng sau những chiến hào này là một vòng công sự khác bao quanh thành phố, với ba lớp phòng thủ có thể được nhìn thấy rõ ràng trong hình ảnh vệ tinh. Trên cùng của hình ảnh vệ tinh cho thấy một rãnh chống tăng, chúng thường sâu ít nhất 2,5 mét và được thiết kế để bẫy bất kỳ xe tăng địch nào cố gắng băng qua. Phía sau rãnh là một số hàng rào răng rồng và một mạng lưới hào khác, nhưng các lực lượng Ukraine có thể sẽ phải đối mặt với nhiều cạm bẫy hơn nữa. Nhà phân tích Mark Kassian từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết, rất có khả năng mìn cũng được giấu giữa ba tuyến phòng thủ của Tokmak. Các bãi mìn là một phần tiêu chuẩn của mọi hệ thống phòng thủ và người Nga đã sử dụng chúng rộng rãi trong suốt cuộc chiến, ông Kassian nói. BBC Verify cũng phát hiện ra 3 thị trấn khác gần Tokmak cũng được củng cố hệ thống phòng thủ tương tự. Đường cao tốc E-105 Một hàng rào và chiến hào chống tăng hiện chạy dọc theo con đường dài 35 km của đường cao tốc chính E-105 phía tây Tokmak. E-105 có tầm quan trọng chiến lược, kết nối Melitopol do Nga kiểm soát ở phía nam với thành phố Kharkov ở phía bắc do Ukraine kiểm soát. Dọc theo con đường này là tỉnh Raporizhia do Moscow kiểm soát một phần và có thể là mục tiêu của một cuộc phản công của Ukraine. Bên nào kiểm soát E-105 có thể dễ dàng di chuyển lực lượng quanh vùng. Nếu các lực lượng Ukraine cố gắng sử dụng con đường này, Nga có thể sẽ nhắm vào họ bằng pháo hạng nặng từ phía sau hàng phòng ngự của họ. Người Nga lo ngại về các đơn vị thiết giáp Ukraine mới thành lập. Nếu các đơn vị này có thể đi trên đường cao tốc chính, họ có thể di chuyển rất nhanh, ông Kansia nói. Hệ thống phòng thủ của Nga nhằm mục đích đẩy Ukraine ra khỏi đường cao tốc và do đó làm họ chậm lại. Tuyến phòng thủ Ripnopin, Bắc Mariupol Cảng Mariupol có vị trí chiến lược giữa vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát ở phía đông và Crimea ở phía nam. Do Nga cho rằng Ukraine sẽ cố gắng chiếm lại thành phố, nên họ đã tạo ra một tập hợp các chiến hào hình tròn. Nằm gần ngôi làng nhỏ Ripnopin, cách Mariupol khoảng 55 km về phía bắc, một dãy hình tròn có một gò đất ở giữa có thể để bảo vệ pháo hoặc giữ súng ổn định trong khi đó các chiến hào hình tròn cho phép binh lính ẩn nấp và di chuyển pháo để nó có thể nhắm bắn theo bất kỳ hướng nào điều đó cho thấy nga đang chuẩn bị bảo vệ các khu vực đất trống không có sự bảo vệ tự nhiên từ đồi núi và sông ngòi bằng mạng lưới chiến hào rộng lớn hơn của họ nhưng một số nhà phân tích lưu ý rằng các lực lượng Ukraine có thể sử dụng các hình ảnh vệ tinh tương tự và giám sát bằng máy bay không người lái để xác định và vượt qua nhiều hệ thống phòng thủ của Nga. Do đó, người Nga có thể sẽ cố gắng dồn lực lượng Ukraine xuống một số tuyến đường nhất định vốn đã bị pháo binh Nga cài mìn và nhắm mục tiêu trước. Nhà phân tích Alexander Laws từ công ty tư vấn chiến lược Simbili Limited cho biết. Chuyển sang tin tiếp theo, Nga tuyên bố đánh chặn 8 tên lửa HIMARS Thưa quý vị, hãng tin TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 26 tháng 5 cho biết, lực lượng phòng không của nước này đã đánh chặn 8 quả tên lửa phóng ra từ hỏa thần HIMARS chỉ trong 24 giờ qua. Đây là một hệ thống pháo phản lực mạnh mẽ mà Mỹ viện trợ cho Ukraine. Ngoài ra, ông Konashenkov cũng cho biết Nga đã phá hủy 28 máy bay không người lái UAV của Ukraine từ nhiều khu vực, bao gồm các địa điểm thuộc vùng Lugansk, Donetsk, Kherson, cũng như báo cáo nhiều bước tiến khác tại các khu vực giao tranh. Cùng ngày, quan chức của chính quyền Nga lập nên ở thành phố Berdyansk, của Ukraine là ông Vladimir Rogov cho biết trên Telegram rằng lực lượng Ukraine đã phát động một cuộc tấn công lớn vào thành phố. Hiện vẫn chưa có thông tin về thương vong, nhưng các đội phản ứng nhanh đã có mặt tại hiện trường. Vẫn chưa biết liệu tên lửa Storm Shadow của anh hay thứ gì khác có được sử dụng hay không, ông Rogov nói. Storm Shadow là tên lửa hành trình tầm xa có khả năng tàng hình do Anh và Pháp hợp tác phát triển, có tầm bắn vượt quá 250 km, Hiện nay trên thế giới, nó chỉ kém hệ thống ASTAM của Mỹ với tầm bắn khoảng 298 km. Chuyển sang tin tiếp theo, Kiev bị tố có thể bay chiến dịch cơ giả, Thủy Điển huấn luyện phi công Ukraine. Thưa quý vị, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin cho hay, chiến dịch cơ giả mà Ukraine có khả năng tiến hành sẽ liên quan tới cơ sở có chứa nhiên liệu hạt nhân ở Kharkiv ở thời điểm này, nhiều khả năng phía Ukraine sẽ giàn dựng một chiến dịch cơ giả như cho nổ một cơ sở chứa nhiên liệu hạt nhân nằm ở tỉnh Kharkiv. Sau đó họ sẽ tố cáo quân đội Nga oanh tạc một cơ sở hạt nhân. Một tin giấu tên ngày 26 tháng 5 nói với hãng tin TASS. Việc họ thực hiện một kế hoạch như vậy hoàn toàn có khả năng xảy ra. Nếu việc đó xảy ra, thì bất kỳ thảm họa tiêm tàng nào sẽ không chỉ gây thiệt hại ở khu vực miền đông Ukraine mà còn cả Nga và Belarus và nhiều quốc gia thuộc liên minh châu Âu. Người này nói thêm. Theo nguồn tin trên, tỉnh Kharkiv thời điểm hiện tại đang có một số lò phản ứng hạt nhân. Chính quyền Ukraine tới nay chưa đưa ra bình luận về thông tin được TASS đăng tải. Tin tiếp theo, Thụy Điển sẽ huấn luyện phi công Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pan Johnson ngày 25 tháng 5 cho biết rằng, nước này trong thời gian tới sẽ huấn luyện phi công Ukraine cách sử dụng tiêm kích JAS-39 Gripen. Việc huấn luyện trên tạo cơ sở cho Ukraine đưa ra các quyết định về trang bị quốc phòng trong tương lai. Kiev sẽ đầu tư vào việc củng cố năng lực quốc phòng về dài hạn. Tất nhiên, những thông tin về địa điểm, thời gian, quá trình huấn luyện sẽ được dự kín. ông Johnson nói với trang tin Sweden Champuston. Dù vậy, theo ông Johnson, Stockholm sẽ không gửi cho Kiev các máy bay chiến đấu. Những máy bay chúng tôi sở hữu là những thứ cần thiết để bảo vệ đất nước, nên việc cho Ukraine mượn chúng thời điểm này sẽ không phù hợp, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển nhấn mạnh. Theo tờ Yukinform, tuyên bố trên được ông Johnson đưa ra chỉ vài giờ sau khi gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Phần Lan viện trợ thêm khí tài cho Ukraine Hãng tin CNN dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Phần Lan nói ngày 25 tháng 5 rằng gói viện trợ quân sự Helsinki sắp gửi cho Ukraine có giá trị lên tới 109 triệu euro, bao gồm nhiều vũ khí phòng không cùng đạn dược các loại. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngay sau đó có bài đăng trên Twitter với nội dung cảm ơn chính quyền Phần Lan, đồng thời nhấn mạnh gói viện trợ này cực kỳ cần thiết đối với Kyiv. Theo số liệu thống kê của CNN, Phần Lan kể từ tháng 2 năm ngoái tới nay đã viện trợ cho Ukraine số khí tài quân sự và đạn dược tổng trị giá 1,1 tỷ euro. Chuyển sang tin tiếp theo, Trung Quốc nhấn mạnh lập trường thúc đẩy hòa bình cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, phát biểu trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Đức Andreas Michalis tại Berlin, đặc phái viên của Trung Quốc với các vấn đề Á Âu, Li Hui khẳng định lập trường của Bắc Kinh về vấn đề Ukraine vẫn không thay đổi và tập trung vào việc thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình và giải pháp chính trị cho cuộc xung đột. Nhắc lại những lời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Li Hui nói rằng không có thuốc chữa bách bệnh để giải quyết cuộc khủng hoảng và tất cả các bên cần tạo điều kiện thuận lợi cho việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình thông qua việc tích lũy sự tin tưởng lẫn nhau trung quốc ủng hộ việc các nước châu âu bắt xem xét từ nguyên nhân gốc rễ dẫn đến cuộc khủng hoảng và tìm giải pháp cho tất cả các vấn đề liên quan đồng thời nỗ lực với sự ổn định lâu dài của lục địa châu âu ông li hui nhấn mạnh và cho biết thêm rằng bắc kinh sẵn sàng duy trì liên lạc chặt chẽ với đức về vấn đề này theo thông cáo của bộ ngoại giao trung quốc phía đức đánh giá cao những nỗ lực tích cực của trung quốc nhằm giảm leo thang của khủng hoảng ukraine và nhấn mạnh rằng việc berlin và bắc kinh tăng cường đối thoại về một số vấn đề quốc tế và khu vực lớn là hữu ích và cần thiết bao gồm cả tình hình ở ukraine Cuộc gặp giữa ông Li Hui và Ngoại trưởng Michalis diễn ra trong bối cảnh đại diện đặc biệt của Trung Quốc đang có chuyến công du châu Âu nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị cho Ukraine. Trong khuôn khổ lộ trình 12 điểm mà Trung Quốc đề xuất có thể đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. Đặc phái viên Li Hui trước đó đã có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan và các quan chức Bộ Ngoại giao Pháp. Ông dự kiến kết thúc chuyến công du con thoi kéo dài một tuần tại Moscow. Các nỗ lực hòa bình của Trung Quốc được Nga và một số quốc gia hoàn ngành, trong đó Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng nhiều điểm trong kế hoạch của Bắc Kinh phù hợp với lập trường của Moscow. Tuy nhiên, hầu hết các cường quốc phương Tây bác bỏ lộ trình của Trung Quốc, nói rằng họ thiếu uy tín trong bối cảnh Bắc Kinh từ chối tham gia chiến dịch trừng phạt chống Nga của phương Tây. Chuyển sang tin tiếp theo, Nga cảnh báo xung đột Ukraine có thể kéo dài hàng chục năm. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev tuyên bố ngày 25 tháng 5, cuộc xung đột này kéo dài có thể hàng chục năm, đó là thực tế mới, điều kiện mới. Theo ông Medvedev, nếu chính quyền Ukraine đương nhiệm vẫn nắm quyền, diễn biến tiếp theo sẽ là 3 năm đỉnh chiến, 2 năm xung đột, sau đó là mọi thứ lặp lại. Cùng ngày, trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Belarus, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cáo buộc phương Tây đang cố tình làm mọi cách để có thể kéo dài leo thang cuộc xung đột ở Ukraine bằng cách tiếp tục viện trợ quân sự cho các lực lượng vũ trang của Kiev. Hôm nay chúng ta cùng nhau chống lại tập thể phương Tây khi họ tiến hành một cuộc chiến chống lại các quốc gia của chúng ta, Nga và Belarus, ông Shoigu nói. Đồng thời lưu ý rằng hoạt động quân sự của NATO đang diễn ra theo hướng hiếu chiến nhất. Theo ông Schregu, các nước phương Tây đã gây áp lực mạnh mẽ lên chính quyền Ukraine để đạt được những thành công chiến thuật trên chiến trường. Do vậy, phương Tây tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraine và điều này dẫn đến một cuộc xung đột kéo dài bộ trưởng quốc phòng nga cho rằng nato đang sử dụng cuộc khủng hoảng ukraine như một cái cớ để xây dựng lực lượng ở đông âu và triển khai vũ khí nhằm vào nga và belarus nato đang bổ sung lực lượng quân sự và triển khai hạ tầng quân sự đồng thời tiến hành các hoạt động huấn luyện chiến đấu và trinh sát gần biên giới của nhà nước liên minh nga và belarus ông shoigu nói đồng thời cho biết khối quân sự do mỹ đứng đầu đã triển khai kế hoạch tiếp theo trong giai đoạn mở rộng của nato và đang hiện đại hóa cơ sở hạ tầng quân sự ở đông và trung âu Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng chỉ ra rằng những tuyên bố này ngày càng hung hăng và các sứ mệnh hạt nhân chung của các nước NATO ở Đông Âu nhằm thử nghiệm việc sử dụng các phương tiện mang vũ khí hạt nhân và cải thiện hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ là mối đe dọa với Nga. Theo Shoigu, các động thái của NATO cùng với việc phương Tây vận chuyển uranium nghèo từ Ukraine đang buộc Nga và Belarus phải thực hiện các biện pháp đáp trả thích hợp. Các biện pháp này bao gồm việc triển khai vũ khí hạt nhân phi chiến lược của Nga trên lãnh thổ Belarus, chuyển giao hệ thống tên lửa Iskander-M có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và tái trang bị các máy bay của Belarus để có thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông Shoigu tuyên bố quyền kiểm soát vũ khí hạt nhân của Nga được triển khai Belarus vẫn nằm trong tay Moscow. Môi trường Shoigu khẳng định Nga và Belarus vẫn tăng cường khả năng phòng vệ tập thể và Minsk vẫn là đồng minh trung thành và đối tác đáng tin cậy của Moscow. Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Belarus ngày 25 tháng 5 ký thỏa thuận cho phép triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trên lãnh thổ nước láng giềng Belarus.